Ngọc Thuận, Ngọc Thuận nghe. Chị Dương. Anh kiếm được rồi, anh kiếm được căn nhà đường nhỏ và đẹp rất là xinh đó. Tìm được rồi hả? Có thể tới đó bất cứ lúc nào. Anh đã nói với Đức Cha rồi, ông ta đồng ý chứng hôn với chúng ta. Vậy hay quá, tất cả đều suôn sẻ. Ủa, đẹp quá vậy? Ở đâu có bộ đồ cưới này vậy hả? Cái này em đã mang tới đây, tạm thời làm đồ cưới của cô dâu. Giống hay không? Giống. Là một cô dâu mới vậy. Giống như là cô dâu suốt đời của anh đó. Đẹp lắm. Hay lắm. Phải rồi. Hoa này đẹp quá. Ở đâu anh có vậy? Khi anh tìm được chỗ đường anh hái dọc đường đó. Úi dạ. Nè, bó này đầy. Tạm thời bỏ qua cho cô dâu cầm nha. Cảm ơn. Nè, còn cái này nữa, sẽ làm qua trên đầu cô dâu đó. Còn mấy cái này sẽ làm qua cài lên người của cô dâu và chú rể. Còn cái khác dùng bố trí căn phòng mới chúng ta. Anh nghĩ chú rể của em không những là đẹp trai cao ráo mà còn tỉ mỉ và biết chuyện nữa, có đúng không? Ê, xin lỗi nha, xin lỗi, xin lỗi nha. À Thuần à, Dương nè, cô cậu ăn no chưa? À, tôi nấu nồi cháo ngon ghê lắm. À, ăn thử nha. À, cảm ơn. Ê trời, ngày hôm nay bận đẹp tới vậy à? Ngày hôm nay là ngày gì vậy hả? Ê, còn chuẩn bị nhiều hoa nữa, bộ đem đi bán hả? Ừ, không phải đâu, chút nữa đây cháu Ngọc Thuần sẽ tới ngôi giữa đường nhỏ để mà cử hành hôn lễ đó. À, các người giờ này còn chưa có thành hôn hả? Chúng tôi yêu thương lẫn nhau, tình cảm chúng tôi rất là kiên định, nhưng mà tới giờ vẫn chưa được sự chấp nhận của gia đình, cho nên kéo tới giờ đây. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, bất cứ giá nào tôi cũng mang tới cho Ngọc Thuần một hôn lễ rất là đặc biệt. À, vậy được, vậy được đó. Tiến Thủy à? Hả? Thật sự phải cảm ơn Tiến. Tiến không những đã cổ vũ chúng tôi. Ở tại đây, chúng tôi bây giờ sẽ quyết định ở mãi tại chỗ này, quyết định thành hôn và sanh con. Cảm ơn Tiến đã cho chúng tôi ở. Chúng ta đã làm người thì đừng có suy nghĩ nhiều quá, đừng có mong mỏi nhiều quá, mà cũng đừng có so sánh nữa. Ở tại cái chỗ này vẫn có thể suốt đời hạnh phúc, vui vẻ và thỏa mãn. Phải rồi, chỉ cần cả đời vui vẻ thỏa mãn, không cần phải đòi hỏi gì hết. Các người muốn điều tra một cú điện thoại chắc không khó chứ? Đang điều tra chúng nữa sẽ có hồi âm. Chỉ cần điều tra được tại bưu điện người nào đó nối đường dây, gọi cho người nối đường dây đó tới hỏi là biết đường liền. Có được manh mối đó bắt người không khó đâu. Alo, kiếm ông nè. À, alo. À, chúng tôi đây. Cái gì nha? Tìm được rồi. Tìm được rồi. Ở làm cá. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, biết rồi. À, cảm ơn, cảm ơn. Nói chỗ nào hả? Nói tại làng cá, cách chỗ này khoảng 3 tiếng đồng hồ lái xe. Lập tức tập trung tất cả mọi người, tôi sẽ liên lạc với đơn vị trú đóng tại làng đánh cá. Toàn lực bắt dịp dây dương gì đây. Dạ. Yeah. Chị Trương, theo sự theo dõi của chúng tôi, dịp dây dương mấy ngày qua ở chỗ này. Xin lỗi nha. Cô muốn kiếm người nào? Xin lỗi, Diệp Gia Dương có phải ở tại chỗ này hay không? Gia Dương hả? À, phải rồi, phải rồi. Cậu ở chỗ này nè. À, tôi biết rồi. Cô là bà con của cậu ta phải không? À, mà không là bạn của cậu ấy hả? Tới tham dự đám cưới của cậu ấy phải không? Đám cưới? Đúng vậy. Ngày hôm nay cậu ấy thành hôn đó. Nếu như không xuống đất, đâu có biết được xương lạnh như thế nào. Nếu như tàu không có buồm, thì làm sao biết được nỗi cô đơn của biển cả. Chờ đợi trong cơn gió lạnh, khóe mắt từ từ đỏ lên. Trời đất rộng bao la, ở đâu là bến bờ. Trên đường tới đây không nơi nương tựa, từng bước thương đau, từng bước đau. Quay đầu nhìn lại mới thấy anh vẫn còn đứng nơi đó. Muốn nói với anh những lời cảm tạ,
tại sao lại không thể lên tiếng? Hy vọng anh có thể nghe được tiếng nói của em. Những câu cảm ơn vô tội. Ngọc Thuần, giữ lấy. Dừng theo. Người đâu? Dẫn xuống biển rồi, nếu không chỗ này không có lối nữa. Chúng lui đi, chúng lui đi, đi. Alo, khách sạn Hạnh Phúc. Ờ, phải. Hả? Ngọc Thuận ở tại sở cảnh sát. Dạ, 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 chúng tôi tới ngay. Cảm ơn các bạn rồi, tới ngay. Có chuyện gì hả? Sở cảnh sát gọi điện thoại cho biết Ngọc Thuận ở tại sở cảnh sát. Thì chúng ta mang tiền tới bảo lãnh cô ra. Nhưng mà tiền... Bác à, tôi biết bác giận Ngọc Thuần, nhưng mà tình hình rất đặc biệt. Diệp Gia Dương chắc là bị cảnh sát bắt rồi. Ngọc Thuần vào lúc này là lúc cần chúng ta nhất tôi bác à. Nếu không bảo lãnh cổ, cổ bây giờ sao đây chứ? Bác à, chú Điền Loa, có bao nhiêu tiền mang hết ra cho tôi mượn đi, làm mượn đi. Nếu không đủ thì có thể đi mượn người khác. Sau đó tôi sợ cái xác để mình lãnh Ngọc Thuần ra. Hả? Ngọc Thuần? Nè, cô ấy xin lời khai này đi. Nếu như không có vấn đề gì, con ký tên về lăng tài ở trên này là được rồi. Nè. Nè. Ngọc Thuần, Ngọc Thuần à, Ngọc Thuần, Ngọc Thuần, ở đâu, đây đây, đây. Ngọc Thuần à, Ngọc Thuần à, chú Điền Loa tới bảo lãnh em nè hả? Phải rồi, đừng có sợ nha, chúng tôi mang tiền tới bảo lãnh cô đây nè, đừng có sợ nha. Nè, thưa thầy à, tôi đâu nộp tiền bảo lãnh đây? Đi thẳng về phía trước, quẹo vô là tới rồi. Được, 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 như vậy mau đi, nhanh lên, đi đi. Dạ, cảm ơn. Ngọc Thuần à, em không sao chứ? Đừng có lo nữa nha. Ngọc Thuần về rồi. Ở sở cảnh sát tụi cháu đã giải thích rõ ràng lắm rồi, không có sao đâu. Ngọc Thuần, Ngọc Thuần xin lỗi ba cháu đi. Đi đi. Không phải ba đã nói rồi sao? Những cái chuyện như vậy không cần hỏi và báo cho tôi nữa. Thanh Văn à, tôi thì cháu hãy đưa Ngọc Thuần vô nghỉ trước đi nha. Để tôi kêu bà Tuyết tới phụ ông Tài đó. Hả?